Mở đầu clip là pha tấu hay từ vị trí của nóc nhà. Cô vợ bị trượt chân ngã khi đá chiếc dép, khiến ông chồng dù rất cố gắng cũng không nhịn được cười. Gia đình này chắc hẳn vợ chồng cũng hay treo nhau để cuộc sống thêm phần vui nhộn. Thế nhưng lần này cô vợ lại là người lãnh đòn, mặc dù người chồng không làm gì. Chỉ vì muốn treo chồng một tí mà người vợ đã thẳng chân đá chiếc dép ra xa. Thế nhưng không nằm trong tính toán của bản thân, vì trời mưa nên sàn trơn, cô vợ đã ngã sau cú đá dép. Khi bạn chơi đùa khoảng 180 phút và tưởng mình là tiểu long nữ, chắc đang vận khí công để về trưởng dương quá ở nhà đây mà. Manh động quá rồi đấy. Vợ ông nào thì xem ăn ở cư xử cho nó ngoan ngoãn vào. Lỡ ngớ nó điên lên đợp cho phát thì nội thương luôn. Hay à, đúng là người giàu luôn có lối đi riêng. Quả vội chất như nước cất kiểu này thì cày cú thêm chục năm nữa cũng chưa mua nổi, chứ nói gì đến việc được ngồi nhâm nhi trên con xế xị nữa. Chỉ biết ứa. Let's get this fucking party. Bạn với bè không hay ho gì đâu nhé. Trời thì nắng, làm muốn lội cơ mà còn có sức nhây cơ. Quá tạm ba bận nha. Đây không phải vô tri đâu mà đấy, thích làm gì thì làm nhé. Ông kia mà phát hiện ra chắc nguyên viên gạch vào đầu luôn, chứ không đùa đâu. Mẹ cây tươi nhờ. Chúa tể của sự mất dạy trong thế giới động vật chắc là con quỷ này, chứ không ai vào đây nữa các bác ạ. Khổ thân bà chị, đúng kiểu miệng cười nhưng lòng chẳng vui, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Khi đứa bạn ghét bỗng nhiên muốn làm hòa với bạn, không có cửa, mơ tiếp đi con. Nghĩ gì mà bố mày tha cho mày? Cứ lì cái mặt ra đấy, bấm nút biến trước khi bị xịt cho tàn hình nha. Đây đây đây, đúng rồi đấy, có triển vọng đấy người anh em. Ha ha, rồi xong, tới số mày rồi con. Đào cái lỗ rồi chui xuống, hoặc đội quần lên cho đỡ nhục. Giờ đứa nào sáng nhất đêm nay là biết rồi đấy. Chắc hẳn phải bất lực và mất niềm tin vào cuộc sống lắm rồi đây. Trời đúng bài phát nhờ. Thôi thì về đá vài quả trứng lộn đi bác ạ. Không chắc là có hết xu hay không, nhưng mà nó ngon. Ôi trời ơi. Khi bạn đã quá chán nản thằng chủ vì chạy vừa ngu vừa thích ra vẻ, thôi đưa game đây, bố mày cầm luôn, cho nó đỡ nặng nợ với cuộc đời. Cứ để anh phải nóng. Nhưng mà nóng quá, cứ thấy lớp lánh muốn vì sao. Còn lại đây bao nhiêu viên, anh nhìn ra chơi hết luôn. Rồi anh lang thang qua đêm bắt con chuồn chùa. Trời ơi, chưa? Lấy cây cây chưa? Cây chưa? Khi bạn đã già nhưng vẫn chưa hết độ đốn,
trợ gì mà các cháu chơi được thì mình cũng chơi được. Gừng càng già càng cay, chưa biết ai giỏi hơn ai đâu mà lên mặt ở đây. Làm được như ông đây rồi hẳn nói chuyện nhé. Game quá để dễ luôn. Chân thành cảm ơn các anh em thiện lành đã ủng hộ những video của chúng tôi. Nếu thấy video hấp dẫn thì hãy nhấn like và đừng quên nút theo dõi nếu muốn xem thêm những video thú vị như thế này nha. Mãi yêu.